Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta thay chậu một cái chậu lan hồ điệp mà khi chúng ta chơi hoa Tết đã tàn đó mọi người. Khi những cái nụ hoa cuối cùng này nó đã bắt đầu tàn rồi và nó không còn những cái nụ nữa thì mình nên thay chậu ha mọi người ha. Thì mình thay chậu cũng rất đơn giản thôi. Trước tiên là mình phải xử lý qua bộ rễ đá, tại vì lúc mình trồng để mình chơi Tết á, trồng một cái chậu này là mình chưa có bỏ dớn, cho nên bây giờ mình sẽ gỡ ra và mình sẽ sát khuẩn nó cho nó bằng bencona. Bencona các bạn pha tỷ lệ là 2 cc trên 1 lít nước và chúng ta bắt đầu là sát khuẩn nha các bạn. Chúng ta nhấc nhẹ nhàng là nó sẽ ra thôi các bạn, tại vì lúc mình trồng rất đơn giản ha. Mình có chia sẻ với mọi người là cách chúng ta trồng rồi, ta túm cái củ nó, chúng ta nhấc nhẹ nhàng ra. Đây mọi người ơi, khi chúng ta thay chậu sớm á, thì cây nó cũng chưa ảnh hưởng gì mấy ha. Rễ nó cũng đang còn non, còn đẹp. Còn nếu mà chúng ta để lâu quá thì nó bí, chậu nó bí. Chăm như vậy các bạn thấy không? Mình tưới nước rất là ít ha. Tưới nước rất là ít. Bây giờ mình sẽ thay chậu. Mình cho vào cái chậu sứ thì để cho nó, chậu gốm để cho nó phát triển dễ hơn. Và mình thay chậu thì mình phải ngâm qua bencona để cho nó mềm ra, xong mình mới bắt đầu cắt bỏ nhé mọi người nhé. Cắt bỏ những cái rễ hư và gỡ dớn ra mình trồng lại mọi người nhé. Trước tiên là mình phải ngâm vào nước đã pha bencona tỷ lệ là 2ml trên 1 lít nước, 2cc mọi người. Mình cứ ngâm vậy khoảng 5 phút nha mọi người. Ngâm 5 phút nó mềm ra mình sẽ gỡ ra. Bây giờ mình sẽ gỡ nhẹ nhàng nhé các bạn nhé. Mình sẽ gỡ, lấy tay mình gỡ nhẹ nhàng. Mình sẽ gỡ nhẹ nhàng cho cái dớn này nó ra nha. Mình chừa lại những cái rễ lành ha mọi người. Khi nào mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng này, cách xử lý sau khi chơi hoa xong này, cách trồng lại và cách chăm sóc nhé. Cái chậu lan này mình sẽ cập nhật thường xuyên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách chúng ta xử lý và trồng, rồi mỗi lần kích rễ mình đều làm video hết để xem bộ rễ cây này nó phát triển sao nha mọi người. Chúng ta cứ gỡ nhẹ nhàng thôi thì cái dớn nó sẽ bung ra thôi các bạn, vì sau khi mình ngâm nước thì nó đã bở ra rồi, nó rất dễ bung mọi người. Chúng ta cố gắng nhẹ nhàng không ảnh hưởng gì đến rễ thì cây phát triển rất là tốt. Khi các bạn nhớ là mình chia sẻ cách trồng vào chậu để chơi hoa Tết thì bạn nào mà coi video của mình đã biết rồi ha. Chúng ta không có tưới một tuần đến 5 ngày chúng ta mới tưới, chứ không phải ngày nào mình cũng tưới là cây nó sẽ bị úng, là nó sẽ hư hết rễ. Các bạn thấy cây của mình để rất là lâu nhưng rễ không hư không? Chỉ có một vài cái hư thôi. Thì một vài cái hư thì lúc đó là cũng do lúc mình thay chậu đó. Cũng có thể nó bị mình gỡ cái ra thì nó cũng bị hư thôi. Mình phải gỡ thật sạch luôn nha mọi người. Đây là cách riêng của mình thôi, còn các bạn thì mình làm nhẹ nhàng là nó ra hết đó mà. Mọi người ơi, đây là mình làm trước thôi đó, mình làm trước nha mọi người, mình làm trước Tết luôn nha mọi người, để khi các bạn ra Tết là mình sẽ đăng video, lúc đó là mình sẽ chăm sóc cây đẹp rồi thì mọi người có thể áp dụng và làm theo nhau các bạn, chứ không phải là mình thay cho nó trước Tết, chứ còn bộ rễ của nó cũng đang rất là đẹp đây, bây giờ đã tạm ổn rồi đó mọi người. Đó, các bạn thấy bộ rễ đang còn rất là trắng, mình sẽ giữ lại hết những cái rễ trắng này nha, mình chỉ bỏ những cái rễ có một vài cái nó bị hư mình bỏ nhá, và cái kéo mình cắt bỏ rễ đó mình cũng cho nó vào cái nước bencona đó mình rửa đi, nó đen lên. Đây các bạn, cái rễ này này các bạn, cái này này nè, nó đen nó hư rồi mình bỏ nhá mọi người nhá. Các bạn quan sát như vậy ha, chút xíu nữa mình sẽ cắt bỏ ngọn hoa luôn đó, các bạn thấy không, cái này cũng bỏ luôn này ha, có một vài ba cái nó bị hư đó. Đây mọi người, mình làm trước Tết để mình chia sẻ cho mọi người là ra Tết các bạn chơi hoa xong á, những cái hoa mà người ta cho vào cái các bạn mua về ở trong cái chậu sứ đó, mình gỡ ra mình làm như vậy nhá. Đang còn trong cái dớn đó, đang còn trong cái dớn mà ở cái nhựa trắng đó đó.
Đó, rất là đẹp đúng không mọi người? Khi mình trồng như vậy thì nó không bị mất sức. Các bạn nhớ đừng có chỉ để cho hoa tàn quá. Hoa mà tàn quá là cây nó sẽ bị mất sức rồi mình trồng lại sẽ khó chăm sóc. Còn nếu mà mình trồng, mình chăm sóc tốt thì giữa giữa năm mình có thể kích hoa chơi tiếp được mà. Đâu có cần phải chờ đến Tết đâu. Hồ điệp có thể chơi hoa quanh năm mà mọi người. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đang còn đẹp lắm. Chứ nếu mình để lâu nó úng quá nó sẽ bị hư rễ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ rửa sơ sơ và trồng lại nè. Cái kéo mình đã rửa rồi ha mọi người. Chút xíu nữa mà các bạn, chúng ta sẽ lấy lưỡi lam á các bạn. Lấy lưỡi lam, khi trồng xong mình sẽ lấy lưỡi lam. Mình sẽ cắt cái ngọt ngọt cái này đi, cắt bỏ cái ngọng luôn. Rửa sơ nó lại một lần nữa nhé mọi người, cho nó cái rễ của nó đó. Nó chỉ còn phần trắng không thôi. Rồi, mình đã rửa xong rồi các bạn thấy không? Rất là sạch và rất là đẹp luôn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng lại nha các bạn. Đó. Tiến hành trồng lại ha mọi người. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái chậu này nha các bạn nha. Chậu này rất là trồng hồ điệp cũng rất là hợp luôn á. Và cũng mình cũng có thể ngắm được bộ rễ nữa. Mình sẽ trồng bằng vỏ thông thôi. Mình xử lý vỏ thông, các bạn nên xử lý vỏ thông và ngâm qua bencona thật kỹ nhé. Mình sẽ bỏ vỏ thông to xuống dưới và vỏ thông nhỏ lên trên nha các bạn. Đây mọi người, mình sẽ để làm sao mà cho nó bộ rễ nó uốn uốn từ từ cho nó đẹp ha. Bây giờ mình sẽ chèn vỏ thông từ từ nhé. Các bạn canh làm sao mà cho cái cây lan hồ điệp này nó ở hướng đông tây nha mọi người. Cái lá này hướng đông tây nha, để nó không bị vặn nha, nó rất là đẹp nha. Chứ nếu mà mình để sai á là lá nó sẽ bị vặn, nó bị xấu đó mọi người. Nó bị xấu á, nó không không đúng hướng là nó sẽ bị xấu. Khi mình cái bộ rễ của nó đang là đẹp thì mình trồng nó sẽ phát triển nhanh hơn, còn khi mình chơi hoa tàn quá mà mình tưới nhiều quá nó úng rễ. Mình chăm sóc rất là cực mọi người ạ. Đây nó có cái rễ hư thì mình nên bỏ đi luôn. Bạn có thể cho vào đó vay mấy viên đá bọt cũng được nha. Đá bọt thì mình sẽ tận dụng cái đá bọt hồi nãy mình trồng ở trong chậu sứ đó. Đá bọt sẽ mát rất là tốt luôn. Mình cho đá bọt xuống dưới. Thoáng khí này, thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là mát này và thứ ba là giữ nước tốt, mọi người rất hợp với hồ điệp luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái dây dây rút này nè mọi người, mình sẽ cột cái dây vào đây và mình sẽ cố định cái ngòm hoa này lại và mình sẽ chia sẻ với mọi người cách chúng ta cắt. Khi chúng ta cố định cái ngòm hoa này lại nè mọi người, bởi vậy mình mới kêu mọi người đừng có cắt trước ha. Chúng ta cố định cái ngòm hoa này lại là mục đích là nó giữ cho cây hồ điệp không bị lung lay. Không bị lung lay thì khi bộ rễ ra nó sẽ bám thật là chắc vô thành chậu nha các bạn. Đó, nó sẽ bám thật chắc vô thành chậu. Mình làm video này trước á,
để mình chia sẻ cho mọi người. Khi chúng ta chơi lan hồ điệp xong ra Tết, chúng ta sẽ trồng được những cái chậu lan hồ điệp đẹp nhất để cho mùa Tết sang năm. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái lưỡi lam mới và mình sát khuẩn qua cồn. Đó, sát khuẩn qua cồn luôn nha mọi người. Chúng ta cắt bỏ ngọng hoa đi. Các bạn nên cắt bằng lưỡi lam mới cho rất là ngọt nha. Các bạn cắt từ cái chỗ nở hoa nha các bạn nha. Cắt rất là ngọt, cắt từ chỗ nở hoa mình để y như vậy. Tí nữa mình sẽ nhỏ vào đây một giọt cồn luôn. Nhỏ vào đây một giọt cồn. Đó, y vậy ha mọi người ha. Nhỏ vào đây một giọt cồn. Chỗ này mình cũng nhỏ vào một giọt cồn. Rồi mình cứ để y như vậy. Bên kia mình cũng làm tương tự như vậy mọi người nhá. Rồi việc còn lại là mình cho thêm ít vỏ thông nhỏ lên trên. Bây giờ mình đã trồng xong rồi đó các bạn. Mình để y như vậy nha mọi người, mình không tưới nha các bạn nha. Mình để y như vậy, 2 ngày sau mình mới bắt đầu tưới. Mình 2 ngày sau mình mới bắt đầu tưới cho nó. Mình mới tưới kích rễ cho nó ha các bạn. Bây giờ mình sẽ để khô y như vậy cho những cái rễ mình khi mình xử lý đó, nó có bị gãy dập gì á thì nó sẽ khô hẳn ha, nó không sao hết nha. Vì mình đã xử lý qua Bencona rồi, đã sát trùng rồi cho nên không sao hết. Còn cái ngọng hoa như thế này mình cắt như thế này á là cái dây này, thứ nhất là mình cố định, các bạn thấy chậu lan mình rất chắc không? Thứ hai là những cái mắt này này, khi mình chăm sóc mình kích bộ rễ tốt ở những cái chỗ này nó cũng có thể nó ra hoa mình chơi tiếp nha, thì cũng rất là hay luôn. Rồi 2 ngày sau mình lại kích rễ nha các bạn nha. Rồi hôm nay là ngày thứ hai sau khi trồng cái chậu lan hồ điệp này, thì sau khi thay chậu thì cây mình để bàn mình trưng á, nó đã lâu ngày rồi thì hoa nó đã lấy rất nhiều dinh dưỡng ở cây rồi, cho nên cây nó đang mất sức. Cho nên bây giờ mình sẽ tưới, thứ nhất là kích rễ và thứ hai là phục hồi cây. Thì hôm nay mình sẽ pha 30-10-10 mọi người. 30-10-10 nhãn hiệu nào cũng được ha các bạn, miễn thành phần 30-10-10 là được. Và mình sẽ thêm vào đó là Humic 322, hoặc là các bạn có thể OG Hum cũng được nha mọi người. OG Hum hoặc Humic 322, nhưng mình hôm nay thì chậu này thì mình sẽ chăm sóc bằng Humic 322 và 30-10-10. Cứ 3 ngày mình tưới phân một lần nha mọi người. Thì mình pha tỷ lệ rất là loãng. Ở Humic 322 thì mình pha 1 ml 1 cc trên 1 lít. Và 30-10-10 mình pha nửa gam 1 lít. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế phân và tưới cho nó. Mình sẽ lấy cho 1 lít nước nha mọi người. Mình sẽ lấy bình lít rưỡi rồi, còn dư thì mình sẽ tưới cho cây khác luôn các bạn ạ. Rất là tốt. Mọi người có thể xem mình phục hồi cái chậu lan này làm sao. Rồi mọi người hôm nay là xem mình kích rễ tới bao nhiêu ngày là rễ nó ra đẹp nha mọi người. Mình không mang cái điện thoại lên đây để mình cho mọi người coi cái ngày hôm nay để mọi người tính cho dễ. Nhưng mà mình sẽ sau khi bộ rễ ra đẹp thì mình sẽ tổng kết lại coi bao nhiêu ngày. Nói chung là cứ 3 ngày chúng ta kích rễ một lần. Còn nếu các bạn muốn á, cây mà ra rễ nhanh á, thì các bạn cho nó ăn ít thôi. Ví dụ như thế là thay vì đây Humic 322 mình pha 1 ml thì các bạn có thể pha nửa ml
và một mi đi ha, một mi một một bình lít rưỡi luôn, và 30 10 10 thì nửa gam bình một lít rưỡi luôn. Sau đó chúng ta cứ ngày tưới ngày nghỉ, tức là ngày hôm nay chúng ta tưới phân, ngày mai mình chỉ tưới nước thôi, và ngày mốt chúng ta lại tưới phân. Và các bạn nên nhớ là trước khi tưới phân là chúng ta phải tưới xả sơ qua nước nhá. Và sau khi tưới phân á, thì chúng ta lại phải tưới xả lại, tức là xả lại sau 3 tiếng á. Chúng ta tưới phân vào buổi sáng thì 7 giờ thì chúng ta sẽ xả lại phân trước 10 giờ. Và chúng ta tưới sơ nước trước khi tưới phân. Bây giờ mình sẽ lắc đều phân lên và mình tưới. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tưới, là tưới đẫm, thật đẫm bộ gốc nha mọi người. Tưới thật đẫm bộ gốc nhé các bạn nhé. Mình làm cái chậu này trước á, trước Tết á, mình để mình chia sẻ cho mọi người. Khi các bạn mà chơi hoa Tết xong thì các bạn chăm nó sẽ giống như thế này, thì cây nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Năm ngoái á, mình cũng làm vậy, mình chia sẻ lại thì có một số bạn làm áp dụng theo thì cây rất là thành công luôn á. Nếu các bạn không có Hung Mix 322 thì các bạn có thể dùng OG Hung. OG Hung pha với 30 10 10 cũng được, hoặc là các bạn có thể nói chung là nếu mà một vài chậu thì mọi người cũng có thể dùng Hùng Nguyễn cũng được ha. Nếu mà Hùng Nguyễn ngày tưới ngày nghỉ á, thì các bạn chỉ pha 15 giọt 1 lít nhá. 15 giọt 1 lít nước, và ngày tưới ngày nghỉ thì chúng ta chỉ nên pha, chúng ta chỉ nên áp dụng trong 5 lần liên tục thôi, ngày tưới ngày nghỉ. Còn sau đó chúng ta sẽ giãn dần ra, vì khi mới chơi hoa xong cây nó đang rất là yếu thì chúng ta kích rễ lại á, thì chúng ta tưới phân loãng ra và cho nó ăn nhiều lần, tức là ăn tính ra thì nó cũng đủ hàm lượng như vậy thôi, nhưng mà chúng ta chia ra làm nhiều lần. Các bạn cứ tưởng tượng coi, ví dụ như em bé mà mới đẻ ra thì em bé cũng bú làm nhiều lần vậy đó, uống sữa làm nhiều lần ha. Thì cây nó cũng vậy thôi, cây nó đang yếu, một người bệnh dậy thì cũng phục hồi cây rất là yếu luôn, thì vừa cũng ăn làm nhiều lần, ăn cháo uống sữa, cho nên cây nó cũng vậy ha. Mình tập cho nó từ từ, nói chung là sau khi mà chơi hoa xong thì cây mất sức rất là nhiều, cho nên chúng ta phải phục hồi cây. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật lại sau những ngày tưới phân mà cây nó có bộ rễ đẹp, mình sẽ cập nhật lại và mình sẽ úp lên ra Tết, mình sẽ chia sẻ cho mọi người để các bạn có thể chăm sóc được, xem bao nhiêu ngày là mình chăm sóc được một cây lan sau khi chơi hoa bộ rễ nó đẹp ha. Bây giờ hiện tại mọi người nhìn nhá, đó, đây, những cái cao cuống hoa mình cắt đây nha các bạn. Các bạn cẩn thận thì có thể bôi keo liền sẹo nhá. Còn mình thì mình đã nhỏ côn và mình để 2 ngày khô hẳn hoàn toàn không tưới rồi, cho nên nó không sao rồi ha. Đó, nhỏ côn 90 độ nha các bạn. Rồi mình sẽ cập nhật lại khi nào cây có bộ rễ đẹp.